Chan chan chan. Chan chan chan. Có cốt cái nào không? Cho mắt con bự hơn mắt mẹ rồi. Lúc này ba đang check up. Có cái thì mới đi chơi về. Ba đang check up. Đi chấm hơi. Đi chấm hơi. Đi chấm hơi. Hello mọi người, Ru cũng có một khoảng thời gian bị khủng hoảng với vết thâm. Video của ngày hôm nay chính là một chút chia sẻ của Ru về bốn cái sai lầm mà trong quá khứ Ru cũng đã từng trải qua. Điều đầu tiên đó là mọi người đừng có quá là sốt ruột. Cái vấn đề của cái da mình là như thế này. Khi mà bạn thấy được cái vết thâm đó ở trên da của mình, tức là nó đã âm ỉ, nó đã tồn tại ở dưới da của mình từ trước đó bởi cái tác động của cái ánh nắng mặt trời á. Tại vì tụi mình đi nắng khá là nhiều, cho nên là cái gì mà nó đến từ từ thì mình cũng phải chấp nhận cho nó ra đi một cách từ từ ha. Thành ra mẹo của Ru là sẽ không có soi gương quá nhiều, mà Ru thay vào đó Ru sẽ chụp hình. Hôm nay chụp tấm, tuần sau chụp tấm rồi mình đối chiếu lại. Cái điều thứ hai mà bản thân Ru cũng đã từng sai lầm chính là mình chỉ xài đúng cái trị thâm mà mình bỏ hết toàn bộ những cái bước dưỡng khác. Bây giờ Ru đố mọi người nha, khi mọi người đến nhà thuốc, mọi người đang bị cảm chẳng hạn, xong rồi mọi người sẽ mua một cái liều thuốc cảm về uống. Vậy thì cái người bán thuốc ta sẽ nói gì với mình? Người ta sẽ nói là ăn no rồi uống, đúng không? Vậy suy ra một điều á, là cái da của mình lúc mình xài cái sản phẩm trị thâm cho nó thì bên cạnh đó cái da của mình nó cũng sẽ cần phải ăn no. Vậy thì ăn no là gì? Chính là dưỡng ẩm. Hầu hết những cái sản phẩm trị thâm nám á, nó sẽ thường tồn tại ở hai dạng, một là dạng essence serum, hai là dạng spot treatment. Ví dụ như sản phẩm tôi đang cầm trên tay em này là cái Eucerin Ultra White Plus Spotless Spot Corrector. Cái sản phẩm này đã được chứng minh lâm sàng là có thể giảm được thâm nám và đốm nâu kể từ tuần thứ hai khi mà mình sử dụng. Đặc điểm của cái em này là có chứa thiamidol và đây là một cái hoạt chất độc quyền luôn từ Eucerin. Thì cái cơ chế hoạt động của cái em Spot Corrector này là nó sẽ đi sâu và nó tác động xuống ngay tại cái gốc của cái vấn đề luôn, chính là cái gốc tế bào sắc tố mà Rơ mới nói hồi nãy á, và nó làm cho cái thâm sạm nám ở dưới gốc không có cơ hội được trồi lên bề mặt da để mà tụi mình có thể nhìn thấy được. Vì vậy nên là cái em Spot Corrector này sẽ rất là hiệu quả, mà quan trọng nhất là nó không có bào mỏng da của mình mà vẫn ngăn ngừa cũng như là trị liệu được cái vấn đề thâm nám. Vậy thì có hai điều làm cho Ru thích ở em này. Một, nó là dạng bút. Ru cho mọi người coi nha. Đây, cho nên là mình có thể dễ dàng chấm lên những cái chỗ mà mình cần giảm thâm mà mình không có sợ kiểu bị loang ra những cái vùng da khác. Và hai nữa là em này nó thấm rất là nhanh và Ru sẽ không phải đợi quá lâu để mà vào cái bước kem dưỡng ẩm tiếp theo á. Ru sẽ dùng em Spot Corrector này một lần một ngày vào buổi tối ha. Thì trước đó Ru sẽ làm sạch da chắc chắn rồi. Ru sẽ vào toner, Ru sẽ sử dụng một loại serum chống lão hóa của Ru. Sau đó Ru sẽ chấm em này lên những cái đốm nâu, những cái đốm hắc tố của mình. Và cuối cùng Ru sẽ khóa mọi thứ lại bằng cái hũ kem dưỡng ẩm. Vậy thì nếu như mà các bạn có xem cái video mà Ru đang show cho mọi người á, các bạn để ý ha, là ở cái vùng hai bên gò má của Ru á, thì tại vì Ru cơ địa giống mẹ đó, cho nên là Ru hay bị nổi những cái tàn nhang ở đây. Bạn thấy là hai bên cái gò má của Ru tàn nhang cũng tương đối đậm đậm. Đây là cái nền da hiện tại của Ru. Thì cái vết tàn nhang của Ru nó đã mờ, nó chưa hết hẳn nha mọi người, nó đã mờ dần đi rồi. Và Ru chỉ cần một lớp kem nền thôi, không cần che khuyết điểm luôn. Cho nên Ru mới nói đó là khi bạn đang gặp vấn đề với thâm sạm nám thì đầu tiên là đừng có sốt ruột mà hãy cứ từ từ giống Ru. Và cái thứ hai nữa là cái skincare routine của mọi người vẫn phải đảm bảo những cái bước dưỡng khác. Và cái sai lầm thứ ba chính là cái việc mấy bạn không xài kem chống nắng. Ru đã có một khoảng thời gian rất là dài, những năm 19-20 tuổi không sử dụng kem chống nắng. Sau rồi bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại ấy, thì Ru mới thấy được là rõ ràng là dù cho mình có trị thâm rất là tốt vào ban đêm, nhưng mà chỉ cần một buổi đi nắng thôi, có đeo khẩu trang mà không xài kem chống nắng thì da mình nó cũng đã bị tác động rất là nhiều bởi ánh nắng mặt trời rồi. Và ở cái video lần trước á, thì Ru cũng đã có chỉ mọi người rất là chi tiết về cách sử dụng kem chống nắng, đó là bạn hãy nhớ chọn một sản phẩm waterproof, bạn hãy thoa một cái lượng vừa đủ, và thậm chí là bạn có thể thoa một cái lớp dày hơn ở cái vị trí mà bạn đang cần giảm thâm để mà cái da của mình nó được bảo vệ tốt hơn. Cuối cùng mà Ru cũng đã từng sai lầm và Ru cũng hy vọng là các bạn sẽ rút kinh nghiệm, đó chính là cái việc tụi mình không có tẩy da chết cho da. Ru sẽ không muốn nói về các loại tẩy da chết cơ học, mà Ru sẽ muốn nhấn mạnh vào cái tẩy da chết hóa học, đó chính là AHA và BHA. Tại vì á, khi mà mình đã có trị thâm cho da tốt thì cái việc mà mình tẩy da chết á, sẽ làm cho cái lớp tế bào da bên ngoài á, những cái lớp xấu xí á, nó sẽ được lấy đi, và vì vậy mà cái việc trị thâm của mình nó sẽ nhanh hiệu quả hơn. Tại vì
những cái xấu, những cái mà trên cái bề mặt nó đã có những cái đốm nâu nó được lấy đi rồi, thì cái phần da được nuôi dưỡng bên trong nó sẽ lộ ra và các bạn sẽ nhanh thấy là cái da của mình nó được trị thâm tốt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư nha. Mọi người đừng quên subscribe channel của Rư để tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo. Bye bye.